Thưa quý vị, hôm nay, ngày 22 tháng 12 năm 2020, kỷ niệm 76 năm ngày thành lập quân đội dân dân Việt Nam. 76 năm qua, quân đội dân dân Việt Nam Anh Hùng đã luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ dân dân mà ra, vì dân dân mà chiến đấu. Đây cũng là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của đảng, nhà nước và dân dân ta – cùng toàn dân chiến đấu giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ và vang